đồng cảm và sẻ chia trước hoàn cảnh khó khăn của hàng nghìn đồng bào thiểu số vùng cao Quảng Nam. Những ngày qua, cùng với nguồn hỗ trợ của chính phủ, thì hàng trăm đoàn từ thiện trong cả nước đã hướng về vùng thiên tai, sạt lở núi. Của cho không bằng cách cho, không chạy theo phong trào, không đua theo hình thức, hàng nghìn suất quà thực sự cần thiết cho đời sống người dân sau lũ đã được chuyển đến tận tay đồng bào. Phóng sự được thực hiện tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Cô lập hàng chục ngày nay, cá thịt ở đồng bằng không chuyển đến làng. Cảnh tượng cơm trắng độn sắn hay chấm muối như thế này không khó gặp ở vùng cao Phước Sơn. 13 tuổi, nhưng nhiều ngày qua, Thủy đã phải theo mẹ và dân làng băng rừng hàng chục cây số để cõng lương thực thực phẩm. Gạo nhà nước hỗ trợ đã có, giờ lại được nhận thêm thịt cá. Ánh mắt cô bé rẻ chiêng vui hơn rất nhiều. Mấy ngày nay thì lúc nhà con bị sạt lở thì không thì trôi hết mất thức ăn rồi, thì bây giờ con với gia đình con chỉ ăn với rau với ăn cơm với rau với muối thôi, thì giờ có thịt có cá thì con rất là mừng vì đã có thức ăn để ăn. Để có được niềm vui cho Thủy cũng như hơn 3.000 hộ đồng bào rẻ chiêng vùng cao, những ngày qua, nhiều đoàn từ thiện cùng với chính quyền địa phương khảo sát tìm hiểu bà con cần gì sau lũ. Và từ đó, hàng nghìn suất quà bao gồm gạo, thịt bát rọi xíu mặn, cá hộp, cá khô, nước uống đã được người dân đón nhận trong niềm vui vỡ òa. Đó là về trước mắt, còn về lâu dài, các nhà hảo tâm trong cả nước cũng đã và đang có những trợ lực cùng chính quyền địa phương để giúp bà con ổn định cuộc sống. Chúng tôi sẽ khảo sát và tiếp tục mình tài hỗ trợ cho các em nhỏ những dụng cụ học tập và thiết yếu để các em có thể đến trường trở lại bằng một cái tấm lòng. Và thật sự bà con thiếu gì thì chúng ta mang tới. Thì trên tinh thần rằng là trên toàn dân tộc Việt Nam chúng ta rằng là lá rành đùm lá rách, và chúng ta rất là đoàn kết và chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau và chúng ta sẽ vượt qua những cái khó khăn này. Rất là mong muốn các tổ chức cá nhân khi đến với bà con Phước Sơn thì có cái sự sẻ chia thiết thực ở những thời điểm phù hợp để cho bà con đón nhận những cái phần quà nó thực sự ý nghĩa thiết thực đối với bà con trong giai đoạn hiện nay. Không chạy theo phong trào, không đua theo hình thức, những phần quà thiết thực xuất phát từ cái tâm thiện nguyện đã và đang tiếp tục ngược núi. Sự vào cuộc kịp thời của Trung ương, của tỉnh và những tấm lòng rộng mở vì bà con vùng cao đã như xóa đi những vùng bị cô lập chia cắt dài ngày, giúp cho tấm lòng miền xuôi gần hơn với miền núi. Tình đoàn kết nghĩa đồng bào sẽ không chỉ giúp bà con vùng cao Quảng Nam mà trong cả nước vượt qua gian khó, chiến thắng thiên tai, bão lũ, dịch bệnh.